nổi tiếng là đội bóng phong trào giàu thành tích ở thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua, Hoàng Sang quận 5 từng vô địch giải hạng A thành phố Hồ Chí Minh 2017. Bước đệm đó khiến hai ông bầu của đội nghĩ về cách làm bóng đá mới. Vậy là từ một câu lạc bộ phong trào, Hoàng Sang quận 5 giờ là cái tên ngoài chuyên nghiệp. Đội bóng đăng ký tham dự giải hạng 3 quốc gia 2018 và chiêu một nhiều cầu thủ tưởng chừng như sẽ không bao giờ đá bóng nữa. Trong đó có tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, thành viên khóa một lớp năng khiếu Hoàng Anh Gia Lai từng tập tại Thủ Đức. Là đồng đội cũ của các tuyển thủ Minh Vương, A Hoàng, hay là tiền vệ cựu đội trưởng U20 Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2004 Nguyễn Đức Nhân. Kinh phí cho chiến lược lên chuyên nghiệp của đội là 500 triệu cho giai đoạn đầu tiên. Mục tiêu của đội là thăng hạng nhì năm 2019. Hoàng Sang quận 5 sẽ tập trung đá giải hạng tháng 3 năm 2018 từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 8 trên sân vận động Thống Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Tân binh của giải sẽ nằm ở bảng B với các đội câu lạc bộ Đồng Nai, câu lạc bộ Bình Điền, thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Đà Nẵng. Hai đội bóng xếp đầu bảng A và B cùng đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lên giải hạng nhì 2019. Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh có thêm một đội bóng nữa, nâng tổng số đội tham dự các giải do Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lên con số 4. Ở giải VĐQG có câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ thành phố Hồ Chí Minh, giải hạng 3 có Hoàng Sang quận 5 và câu lạc bộ Bình Điền. Trước đó, câu lạc bộ Màn Cốt Sài Gòn đã bỏ giải, giải thể để phản đối ban tổ chức giải hạng nhì 2018 bố trí lịch thi đấu không phù hợp. Một dấu hỏi cũng được đặt ra về tương lai cái tên mới nhất của bóng đá Việt Nam. Đại diện nhà tài trợ ông Phan Thanh Việt khẳng định, với quyết tâm của những ông bầu giàu tài chính, chúng tôi quyết tâm lên hạng và xây dựng bóng đá căn cơ với mong muốn câu lạc bộ có bước phát triển mới. Huấn luyện viên Huỳnh Nhật Thanh, cựu cầu thủ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội bóng sử dụng nhiều cầu thủ được đào tạo từ trung tâm bóng đá Thăng Long làm nòng cốt kết hợp với một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu. Chưa biết tương lai câu lạc bộ như thế nào, nhưng giải hạng 3 quốc 2018 đã bắt đầu tạo sự chú ý. Ngoài tân binh Hoàng Sang quận 5, bảng A cũng có một đội bóng mới tên là Hà Nội Phù Đổng với sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ Nguyễn Hồng Sơn. Chủ tịch đội bóng là cái tên quen thuộc Triệu Quang Hà,